Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Vải của em nha. Thì clip này là clip thứ 3 anh em. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề. Rồi, soạn đồ ra cũng được mớ đồ nữa ha. Rồi, đầu tiên là mã số 1 nè. Đó, anh em lưu ý nha, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào chuyển khoản đủ vào ship ha. Còn anh em nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. Rồi, mã số 1 250.000, mấy cây đu chuột anh em. Rồi, 17 nè. 21 ha. 19, 21, 17, 21, 17, 21 ha. Cây này 26, 21, 5 cây, mã số 1, 250.000 anh em. Rồi tiếp theo mã số 2 nè. Cái bộ làm giường nè ha. Đó, bộ này bán giá 300 anh em. Rồi một cái là mình khoét lỗ nè. Đó, khoét lỗ để mình trồng rau củ vậy nè anh em ha. Có để cái hình này ha. Ừ. Rồi cái cào cuốc nè, có găng nè ha. Cái mình xúc đất. Rồi một cái cưa xiếp ha. Cái cào thép trắng luôn. Cái cào làm chỉ. Rồi cái cuốc ha, cuốc này bự nè. Ừ. Mini nè. Rồi cái liềm. Ừ. Cái lưỡi hái ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 món ha. 300, mã số 2 300 nha. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có dưới phần tiêu đề.